Đại sư vòng tay nói Tội nói dối này Người đời dễ mắc Rất dễ phạm phải Ai cũng muốn nói Ngôn ngữ không tách rời đời sống chúng ta Ngày nay Được mấy người kiệm lời Trầm tư ít nói Tôi nghĩ lại tôi đã học Phật 60 năm Chưa thấy Những người tôi gặp đều thích nói ít người không thích nói tôi chỉ thấy một mình đại sư chương gia ngài có thể ngồi với quý vị một giờ mà không mở lời ngài dạy người bằng cách nào dạy bằng oai nghi rất ít dùng lời ngài dạy bằng cách đó khi ngồi với ngài đừng nói câu nào tự nhiên thấy kính trọng so với những pháp sư quý vị đã gặp họ nói chuyện mấy giờ với quý vị lợi ích càng nhiều lời chuyên gia đại sư rất chậm Rất rõ ràng Lời ích ý sâu Khi tiếp xúc với Ngài Thật sự bạn khó quên những lời Ngài dạy Người đời dễ phạm Bạn không để ý đến hậu quả Lai là tương lai Báo là báo ứng Ta phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình Hậu quả sẽ đi liền theo sau Như Nam Sơn nói Nam Sơn ở đây là giới luật Luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam Đây là Tổ sư Luật Tông Ngài dạy rất nhiều người dễ phạm giới này vì nghiệp dối tiếp tụ thức chủng càng nhiều nên theo trần cảnh động liền hư cấu mở miệng là có vấn đề tiếp nói vẫn là lời của luật sư đạo tuyên bồ tát hành cơ lại nói miệng giữ hại người kiếm lưỡi lấy mạng như miệng như mũi chết xong hết tội Câu này tiếp theo là giải thích của niệm lão. Kiến miệng người không nói như mũi. Khỏi bị tội lỗi. Mũi không nói được. Nếu miệng như mũi, cố gắng để nói ít là tốt nhất nói nhiều lỗi nhiều thế nên học làm người đi vào đời dứt khoát phải cung kính Chí... khiêm tốn Tôi... Tôi... nghe nhiều xem Tôi... nhiều ít Tôi... nói